Quỳnh Phương chào quý vị nha. Ở đây không biết có ai thích gỏi nấm không ha? Đó thì bữa nay Quỳnh Phương sẽ chia sẻ cái cách làm cái nước sốt để chúng ta làm món gỏi nấm bào ngư đơn giản thơm ngon, rất là hấp dẫn luôn quý vị. Rồi chúng ta trộn rỗi như thế nào để gỏi nấm nó đậm đà, thơm ngon, hấp dẫn hết quý vị. Rồi làm như thế nào thì Quỳnh Phương mời quý vị vào bếp cùng thực hiện cho Quỳnh Phương nha. Bữa nay thì Quỳnh Phương có mua được một hộp nấm. Đó, nấm này thì người ta bán sẵn trong siêu thị á. Ta vô sẵn cái hộp đi nè quý vị. Mình mua về mình làm thôi. Mà mình mua được ở chợ á thì nó bán những cái nấm to hơn thì nó sẽ ngon hơn quý vị, nó dai nó ngon hơn. Nó chọn được những cái nấm to thì mua về mình xé ra thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Còn bán trong hộp thì chịu thôi quý vị. Con lớn có nhỏ đó thôi. Bây giờ mình mua về mình cứ loại bỏ cái phần chân nấm nè, nó vàng vàng ha. Rồi bây giờ mình sẽ thêm rửa nấm ha. Đó, mình rửa trong cái phần nước muối pha loãng sau khi mà cắt bỏ cái chân nấm hết rồi thì mình rửa lại cho nó thiệt là sạch. Nó chọn được những cái nấm to như vậy á nó rất là ngon quý vị. Rồi rửa sơ qua một cái, ngâm khoảng 5 phút. Mình vớt ra cái gỗ, rồi mình sẽ để ráo nước nha quý vị. Tiếp theo quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương một củ cà rốt. Đó, củ cà rốt thì mình đã rửa sạch rồi, vỏ. Bây giờ mình sẽ đi bào sợi ra. Đó, thì mình ăn như mình bào nhiêu hết quý vị. Ai thích ăn nhiều ít gì đó. Đó, Quỳnh Phương bào chắc cũng bào hết củ này đi. Rồi được nhiêu nè quý vị. Đó, rồi bây giờ mình sẽ ướp vô đây một muỗng đường ha. Mình trộn lên cho cái phần cà rốt mình nó mềm hơn xíu, nó xẹo xuống quý vị. Rồi bây giờ mình để đây khoảng 5-10 phút gì đó, khoảng 10 phút đó quý vị. Rồi để bên, bên đi. Tiếp theo rồi mình sẽ đi chuẩn bị một cái nồi nước để mình đem mình hấp cái phần nấm. Nấm này em hấp đó quý vị. Rồi nồi nước nhìn rất là nóng luôn, quý vị cẩn thận nha. Rồi mình cho hết vào luôn. Rồi giờ mình đậy nắp lại. Rồi khoảng 10 phút á thì mình sẽ đem đi xả cái phần cà rốt nha quý vị. Cái phần cà rốt mình đem đi xả với nước lại ha. Đó, bây giờ nó xèo nó mềm xuống rồi nè. Rồi bây giờ Quỳnh Phương sẽ cho nước vào. Mình xả đi để nó bớt ngọt. Mình đảo sơ một cái nha quý vị. Rồi bây giờ Quỳnh Phương sẽ chắc ra cho nó sạch nước. Rồi thì cứ tiếp tục vậy thì mình sẽ xả khoảng 2 đến 3 lần nước. Đó. Cho cái phần cà rốt nó bớt ngọt ha, nó xèo nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ giòn ngon nha quý vị. Rồi, bây giờ thì mình hấp cái phần nấm này cũng khoảng 10 phút đó quý vị. Rồi nấm bây giờ nó cũng đã chín nha. Rồi bây giờ thì Quỳnh Phương sẽ gấp cái phần nấm này ra. Nè, cái nấm to gì nè, rất là dai và ngon. Rồi mình cho hết vào đây để cho nó ráo ráo nước một xíu. Rồi mình đợi cho nó nguội ha. Mình xé ra. Nếu mà được những cái nấm to mình xé ra rất là hấp dẫn quý vị. Còn những cái nấm nhỏ thì mình để nguyên luôn cũng được. Cái này Quỳnh Phương có mấy cái nấm to à, nên mình xé rất là nhanh. Đây, cái nấm này nữa đây. Mình có thể xé làm 2 hoặc làm 3, làm 4 thì tùy ý thích của quý vị ha. Đây, cái này mình Phương xé ra luôn. Rồi, vậy là được rồi đó quý vị. Bây giờ mình sẽ làm cái phần nước sốt đó để mình trộn cái
nấm ha, chọn cái rổi nấm bào ngư chai. Ở đây Quỳnh Phương cho khoảng 3 muỗng nước mắm chai. Tiếp theo là chanh. Quý vị có thể sử dụng chanh hoặc là tắc ha. Sử dụng tắc cũng rất là thơm quý vị. Thì tùy mình mua được loại nào thì mình dùng loại đó. Ở đây thì Quỳnh Phương sử dụng khoảng 4 muỗng chanh nha quý vị. 3 muỗng nước mắm, 4 muỗng chanh. Đó, thì một trái, Quỳnh Phương sử dụng một trái chanh thì nặng cũng được khoảng khoảng 4 muỗng đó quý vị. Này khoảng một trái chanh đó. Thì tùy cái trái chanh nó nước ít hay nước nhiều thì quý vị mua khoảng hai trái đi. Để mình dự phòng làm cho nó đủ luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho đường vào. Đường á thì ở đây Quỳnh Phương cho khoảng 5 muỗng đường hả quý vị. 3 muỗng nước mắm, 4 muỗng chanh, 5 muỗng đường. Tiếp theo là quý vị chuẩn bị tương ớt cho Quỳnh Phương. Đó, để tương ớt vào cho nó tạo cái độ sệt và cái màu nó cũng rất là đẹp quý vị. Nó có vị cay cay nhẹ rất là ngon. Tương ớt thì Quỳnh Phương sử dụng 2 muỗng. Rồi mình đánh cho nó tan, thiệt là tan đường luôn quý vị. Nó có cái độ sóng sánh nhìn rất là ngon rồi đây. Còn chưa chút xíu thì mình sẽ chia sẻ cách mình trộn rỗi cho nó thấm, nó ngon luôn quý vị, nó không bị nhạt lúc mà cái phần gỏi nấm nó bị ra nước á. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ trộn nè. Nó cho hết cái phần nấm nè, hết cái phần cà rốt vào nè. Rồi bây giờ không thể thiếu rau răm. Rau răm thì khoảng một nắm nhỏ nhỏ vậy đó quý vị. Rồi mình trộn lên. Sau đó thì mình sẽ cho trước tiên á, thì quý vị sẽ cho khoảng mà mình khuấy cho nó tan đường nha. Đó, rồi bây giờ thì Quỳnh Phương sẽ cho khoảng khoảng phân nửa vào trước, chừa lại phân nửa. Rồi bây giờ mình trộn nè. Mình dùng bao tay mình trộn quý vị cho nó đều ha. Đó, cho nó trộn cho nó đều, cho nó thấm gia vị. Đó, thì mình để một chút xíu thì cái phần nấm này nó sẽ ra nước á. Đó, thì mình chắc chắc để ngoài. Đó, khi mà ăn á, thì mình mới khi nào ăn thì mình mới cho cái phần sốt còn lại vào, mình trộn sơn cái nữa. Thì mình đem ra dĩa thì cái nước sốt đó nó sẽ đậm đà quý vị. Cái món gỏi mình nó cũng ngon hơn nữa. Sau đó thì mình cho một ít mè rang lên lên trên đó. Đó, nhìn cho nó hấp dẫn thơm ngon ha. Vậy thì cơ bản Quỳnh Phương vẫn còn tại nhà đã chia sẻ xong cho quý vị cái cách làm nước sốt trộn rổi nấm bào ngư chay đơn giản thơm ngon lại dễ làm nữa. Chúc quý vị thực hiện thành công và chế biến được nhiều món ăn ngon đơn giản dễ làm cho gia đình mình ha. Rồi Quỳnh Phương chào quý vị, hẹn gặp lại vào lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh Quỳnh Phương món ngon tại nhà.